Mấy con ạ? Dính nhiều ghê các bạn, khá là nhiều. Ở một tốp sáng sớm này anh em này, đây, kéo nhau ra đằng dưới kia không biết nó có ngóc lên không, nhưng mà đây có mấy con theo rồi. Bắt đàn dưới anh ơi, bắt đàn dưới thôi. Ví 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 ví. Ui, đàn đằng sau theo anh em ơi, đồng lắm. Một con, hai con, ba bốn con. Cỏ khôn lắm anh ạ, con nào xuống thì xuống, con nào đi là đi luôn, không quẩn như mọi hôm nữa. Chắc chỉ được 4-5 con mẹ đấy thôi anh ạ. Khôn thật, đàn nó phải hơn chục con này. Em cảm giác cỏ khôn lắm anh ạ. Bây giờ em ra bắt cỏ nhá. Mẹ vừa rồi này anh em này, 5 con anh em nhá. Ui, giờ em xuống bắt cỏ đây, nhiều cỏ quá. Đây là cái mấy cái mẻ lúc sáng này anh em này, chắc được tầm khoảng 20 rồi. Cái này cỏ đi xuôi nhiều lắm, anh em dưới Bắc Ninh chắc hôm nay được nhiều. Cỏ trên em bay thì cái lớp sáng sớm này bây giờ nó di cư, nó bay cao lắm. Đây có cỏ diều đánh nó quẩn xuống. Nói chung là cứ một đàn đông thì con nào theo nó xuống ngay, còn con nào bỏ đi nó cứ bỏ đi đấy. Đống này cũng được nhiều thôi, chắc phải được 20. 20 đấy nhé. Rước cái ra đánh dễ lắm anh ạ. Theo ra, theo phục đồng. Đục quá, nhiều quá anh em. Một con, hai con, ba con, thế là hết sạch, không còn con nào. Em lại ra bắt cò đây, nhiều quá, hôm nay không quay được cho anh em xem video thông cảm với em nhé. Ui, trên đập nó vẫn còn đang kéo xuống kìa. Đâu, mấy con nhỉ? Kệ nó cho ăn quẩn đấy nhá. Lại xuống đây anh ấy. Xuống gần tới nơi. Cho mấy lực dèo xuống. Ui ôi, này thì gỡ cỏ, nhặt cỏ mệt lắm anh em ạ. Ôi trời ơi, ở chua bây giờ được gần chục. Ui lại lên kìa anh ấy. Kìa tốt tốt, kéo đi, kéo đi. Tự xuống, không phải đánh mồi anh em. Thôi thôi, đánh vỉ được vậy này gặp quá rồi. Đánh thêm cho nước dèo nữa cho nó rực rỡ. Chết. Ui, sao cỏ đâu nó cứ tự thiếu xuống chua vậy anh ạ. Ở chua giờ chắc phải được gần chục rồi anh em, nhiều lắm. Ui, dụng như sung. Ui, nó
cho quần đầu anh. Ui, xin đập cần nó lại kéo xuống cứ mấy con một thì thoát. Ui giời, mắc nhiều quá sợ em. Bây giờ em ra gỡ cỏ ngoài xuông này. Đấy. Tiếp tục một đàn nữa ra này. Đấy, từ sáng giờ đánh cũng được tầm khoảng hơn 20 rồi các bạn. Nhiều cỏ quá, đánh mệt, chạy không chạy. Nói chung là cỏ bây giờ thì cái giấc này cứ, nói chung là cứ nó cứ theo lửa tốt các bạn. Đấy, con nào xuống thì xuống ngay, con nào không xuống thì bỏ đi thẳng, nó không quẩn vào đâu. Mệt quá. Đây là được 2-3 con theo, 3-4 con. Mà ngồi đây này, đúng chỗ ngược sáng, quay hơi khó. Rồi. Chung một đánh giấc này dễ lắm, con nào xuống xuống luôn các bạn. Đấy, xuống xuống luôn thôi. Còn con nào không theo nữa bỏ đi là bỏ đi thẳng, đi thu xuôi thẳng. Nó không quẩn đồng như mọi năm. Nay em lại đánh độc chuông luôn. Mấy con này. Dính nhiều ghê rồi các bạn. Khá là nhiều. Đó là ăn ở trong khu vực trong kìa. Đấy, nó lại bật ra. Nói chung là con nào còn động lại thì còn chết các bạn. Đánh nó cũng dễ thôi. Đây đánh dễ lắm. Bây giờ em ra bắt cò luôn nhé các bác nhé. Ở đây là cái thành quả ngày hôm nay đây này, anh em này. Chắc là được tầm hơn 30. Đấy, nhiều. Chỉ mất mấy con này, nay mang có chủ quan mang một cái túi thôi. Nếu cả nay hai anh em đi đánh thôi, không có một cậu nữa thì kể có cậu em nữa đi cùng thì cậu ấy quay phim cho thì được những cái cảnh cò nó xuống đẹp cho anh em xem, thì nay không quay được. Đấy cò này. Rất là nhiều. Em đánh ở ngay mặt chuông kia kìa các bác kìa. Thế rồi còn hẹn các bác ở buổi đánh cò ngày mai nhé.